Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel của mình, Đưa Anh. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một quán cà phê có tên là Cà Phê Trong Ngõ ở số nhà 76 ngõ 23 Quyền Hà Đông. Thì các bạn đọc tiêu đề hôm nay thì mình muốn nói chia sẻ cho các bạn ba cái app sửa ảnh thần thánh mà mình hay sử dụng để bóp ảnh trên Instagram, như Facebook. Và nhiều người hỏi mình tại sao có những bức ảnh đẹp như thế, thì ra mình đều chỉnh sửa qua điện thoại hết. Thì nhiều người không tin mà mình là hay sửa trên máy tính. Vì sửa máy tính thì nó cũng sẽ đẹp thôi, nhưng mà những cái thao tác nó rất là phức tạp. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn những cái thao tác rất đơn giản với ba cái ứng dụng mình muốn giới thiệu. Chúng ta cùng vào video nhé. Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn những cái app mà mình hay sử dụng. Thì đầu tiên là một cái app nó thiên về những cái màu về phim, retro hay vintage. Mà các bạn không có khả năng kinh tế, nếu mà không mua được máy chụp phim thì có thể sử dụng cái app này, rất là đẹp. Chúng ta sẽ sử dụng, mình giới thiệu là cái app RNi Film. Đây, mình đã download. Các bạn có thể tải ba cái app mình hướng dẫn và giới thiệu hôm nay ở trên Google Play hoặc là iOS App Store. RNi thì hiện tại mình đang có một bức ảnh, chúng ta sẽ có những cái màu vintage này, màu negative này, màu slide, màu instant, màu black and white. Đấy, thì là những màu đó. Thì mà khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ chọn những màu chúng ta thích. Thì mình sẽ thích màu vintage. Đấy, thì các bạn để xem này, nó sẽ sắc, nó sẽ trầm hơn một chút. Thì khi các bạn chọn được cái filter, cái màu mình ưng ý ấy, thì các bạn chuyển sang chế độ thứ hai là chỉnh sửa ảnh. Thì ảnh sẽ có bốn cái thanh, đó là brightness, contrast, change và clarity. Thì brightness nó sẽ là cái độ sáng của bức ảnh. Đấy, khi mình cho tối này hoặc mình cho sáng cỡ, thì các bạn nên trung bình, thì mình khuyên là những cái chỉ số các bạn nên tầm dưới 10 là đẹp nhất, hoặc dưới 20. Đấy, nhưng mình tăng nhẹ tầm mức 5 này. Đấy, mức 6 là ok. Về contrast thì chúng ta sẽ có thể, đây là độ sắc thái của chủ thể. Nếu bạn muốn tập trung chủ thể, bạn sẽ cần kéo sang bên này nhìn rõ hơn. Còn nếu bạn muốn hài hòa chủ thể và bối cảnh thì các bạn chỉ cần kéo sang bên phải. Nếu mình muốn chủ thể nó hòa cùng với background thì mình sẽ kéo sang tầm 13. Còn strength đó là cái độ filter màu các bạn muốn cho về trạng thái đó. Đây là về ban đầu này, đây là kéo hết cỡ này. Bạn sau có thể hài hòa cái mốc mà các bạn cần đó. Còn clarity có là nhấn mạnh cái màu sắc mà chúng ta làm. Đấy, chỉ khi bạn kéo sang này, đấy, nhìn nó rất là gắt, bạn mẫu này rất là gắt, thì chúng ta chỉ cần kéo về sau nhẹ nhàng một chút. Đấy, tầm 15, tầm 10 cho đến 20 thì các bạn có một bức ảnh. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách ấn về trước này, before này, after này, đó, rất là dễ dàng. Và các bạn chỉ cần ấn nút bên này, thanh này, có thể chúng ta xuất ra camera roll hoặc post trên Insta, Facebook, Twitter, đấy, rất là nhiều. Đấy là cái app đầu tiên là chúng ta sẽ lưu camera roll. Ok, hiện tại mình muốn giới thiệu các bạn cái app thứ hai mình hay sử dụng và có màu sắc rất là tươi sáng hơn so với những cái màu mà các bạn thấy như cái app RNi là cái vintage hay retro, đó là VSCO. VSCO chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi, thì nó cũng khá là đẹp. Hôm nay mình sẽ lại chọn một cái màu mình thấy, mình sẽ lại chọn một bức ảnh của bạn mẫu đó. Đây là ảnh của các bạn nhé. Thì có rất nhiều preset màu trên đây, rất nhiều người cũng sẽ lúng túng, nhưng mình sẽ có cái recommend cho các bạn nên sử dụng màu từ A1 cho đến A8, sẽ là A1 đến A10 thì nó sẽ rất là đẹp. Thì mình sẽ lựa chọn cái app và hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh sửa nó. Nó sẽ lựa chọn theo từng reset một. Đó, nếu các bạn thích thì các bạn thì chọn. Đó. Đấy, nhưng mình thấy cái màu A8 này nó khá là đẹp và dịu mắt, mình sẽ chọn nó. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần setting. Đấy, phần exposure thì chúng ta sẽ giảm sáng một chút. Đó, các bạn nhìn rõ các bạn mẫu hơn này. Về contrast chúng ta cũng giảm một chút hoặc là tăng một chút. Đấy.
các bạn nên kéo một cách nhẹ nhàng nhé, đừng kéo quá nhiều, nó sẽ cảm thấy mắt các bạn nhìn nó sẽ rất là khó chịu. Với phần sharpen thì các bạn nên kéo một chút thôi, tạo nên cái điểm nhấn cho bức ảnh. Clarity thì các bạn thể kéo là đậm một chút để nhấn mạnh được cái màu mà các bạn muốn cho mọi người biết trong cái bức ảnh nó như thế nào. Đấy. Cái saturation saturation này nó sẽ là làm tăng cái độ rực rỡ của cái màu sắc này lên nếu các bạn muốn đấy, nhấn mạnh cái điểm bản mẫu. Ok. Còn phần highlight thì với các bạn cảm thấy nó bị cháy sáng như cái vùng này thì các bạn hãy giảm. Đấy, mình sẽ dịu đi. Đấy, mình sẽ tăng lên một chút. Còn shadow là những cái phần tối nó sẽ được sáng lên như cái phần đây này các bạn này. Đấy, cái phần gầm giường này thì nó sẽ nhìn thấy. Nhưng mà chỉ cần cho một chút thôi. Đấy, không quá nhiều. Về white balance đó, nhiệt độ. Khi các bạn thấy là ánh sáng nó quá gắt như thế này thì các bạn phải giảm nó xuống một chút, nó dịu được cái mắt của các bạn. Còn nếu ví dụ nó lạnh và tối thì các bạn cần nó dịu đi thì cần như này. À, nhưng mà ấn rất là vừa phải thôi. Nhưng mà mình chỉ cần giảm nhẹ một chút. Ờ, về tin thì có thể là màu xanh hoặc màu hồng thì tùy các bạn theo muốn hướng nó đến cái vị trí màu sắc như nào, thiên về màu xanh hay màu tím thì mình không muốn để vì tổng thể của bức ảnh nó đã đẹp rồi. Đó. Về skin tone thì nó chỉ là màu da thôi, các bạn không quan tâm, chỉ cần quan tâm những cái thanh như nó thôi. Đó, khi mà chúng ta ấn next và save. Đó, và chúng ta đã có một bức ảnh. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến một cái ứng dụng nữa mà mình hay sử dụng, đó là Ultralight. Ultralight thì là app như thế nào? Ultralight một cái là app sử dụng mà có thể chỉnh sửa được những cái màu sắc mà thiên từng màu sắc một trong bức ảnh thì nó sẽ chi tiết hơn. Cũng như là có thể crop hay là bó khung hình rất dễ dàng. Thì chúng ta sẽ đây chọn bức ảnh tiếp theo của bản mẫu. Và chúng ta sẽ chọn preset. Chúng ta sẽ chọn từ 1 cho đến 6 tùy các bạn chọn. Đó, mình thấy cái natural six này nó rất là phù hợp. Thì chúng ta sẽ chọn xong rồi chúng ta sẽ edit. Về mặt hình ảnh các bạn cũng không cần thiết nhiều lắm vì nếu mà nó tối quá thì có thể tăng dần ánh sáng lên, highlight hay là shadow, black. Đấy, như về phần thanh này, saturation có thể thêm màu vàng, màu trầm, màu lạnh. Đấy là tùy các bạn, màu rực rỡ. Mình sẽ chọn màu rực rỡ một chút. Đó. Thanh này thì các bạn không cần thiết vì nó là cái khoảng màu chung thì nếu mà sử dụng thì nó cũng rất là phức tạp. Về cái thanh này thì cũng như mình nói, khuyên các bạn là nếu dụ các bạn muốn tô điểm cái màu môi của mẫu thì cần tăng màu đỏ lên một chút. Đó. Còn nếu bạn muốn màu da bạn nữ sáng hoặc là nhìn tươi tắn hơn có thể tăng màu vàng lên này hoặc giảm đi nếu các bạn muốn da trắng. Đấy. Còn màu xanh thì chúng ta sẽ tăng ví dụ sắc thái như cây lá rồi các thứ. Còn những cái màu blue hay màu trắng thì chúng ta sẽ tăng lên bằng đây cái thanh này, thanh blue. Còn luminoid thì có thể tăng độ sáng lên, ví dụ tăng màu vàng trắng này, màu vàng lên thì sáng da hay là môi sẽ nhìn đẹp hơn. Còn những cái thanh này thì các bạn không cần thiết vì nó cũng không cần sử dụng nhiều. Đây là những cái filter bụi viết mình cũng không cần dùng đến. Đó, chúng ta có thể ấn trước này, sau này, trước này, sau thì các bạn có thể xem là đấy nó rất là dễ dàng và sử dụng. Chúng ta save. Đấy, chúng ta xem thành quả của những cái bức ảnh mà chúng ta đã sửa và edit. Bức ảnh đầu tiên thì là cái vấn đề ảnh gốc đó. Đây là bức ảnh gốc. Đấy. Chụp từ xa ánh nắng rất là đẹp nhưng mà màu sắc hoặc điểm nhấn nó chưa có. Và khi chúng ta sử dụng cái màu phim đó, chủ thể chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn, màu sắc hoặc là nhìn nó hoài cổ hơn một chút, rất là nhẹ nhàng. Tiếp theo là một bức ảnh mà mình sửa, đó là của VSCO. Đây là bức ảnh gốc đó. Chúng ta nhìn thấy đó. Vì khung cảnh thì bạn nữ cũng đã có bối cảnh rất là đẹp nhưng mà chưa tô điểm được cái màu sắc lên như màu trắng, màu vàng hay màu xanh của đệm đó, thì mình đã sử dụng cái màu VSCO thì nó sẽ ra được cái màu như này. Đấy, nhẹ nhàng màu xanh xanh đó, nhìn thấy màu vàng vân gỗ các bạn nhìn thấy không, nhìn nó rất là hút mắt. Còn bức ảnh cuối cùng thì là sử dụng RNI Ultralight thì các bạn thấy đây bức ảnh gốc này nhìn rất là nhạt nhòa đúng không, không có màu sắc gì nổi bật. Đấy, bạn nữ thì cũng là chủ thể nổi bật rồi.
nhưng mà màu sắc xung quanh thì nó rất là kiểu basic, nó không được rực rỡ. Thì khi mình sử dụng cái app mình rửa lên, đấy các bạn nhìn thấy xem, ảnh môi trường nó như là nó hoàn thiện hết và nó nhìn như là ở ngoài luôn. Đó, rất là rõ và đẹp. Ok, chúng ta sẽ đến phần tổng kết và đánh giá ba cái ứng dụng này nhá. Ok, và đây là toàn bộ cái video mình muốn hướng dẫn và chia sẻ ba cái ứng dụng mình hay sử dụng để chỉnh sửa ảnh cũng như là edit ảnh để post lên Instagram như Facebook, đó là VSCO, Ultralight và DRI. Mình hy vọng các bạn sẽ thích video này và áp dụng nó một cách dễ dàng để có những bức ảnh sống ảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và tạm biệt và hẹn gặp lại cho những video tiếp theo. See you next time. Bye bye.